Chào mấy em ơi. Ôi em. Xin chào.
Giờ đụng má vô bùi hồn bút cái sắt này mẹ cái rồi cơm chẳng tới giờ rồi. Kêu chừa đi rồi ông má trước sao chịu cái lọ tao luộc cái đà là nó khép nó vui luôn nữa đi Kiệt ơi. Kiệt tùm lum tại đụng phá ăn đi bây giờ ấy chịu khó xuống đi Kiệt ơi, mình luộc cái đà đi nữa mình dễ làm dễ mất công cấu kết tới đó thì mất công chờ nữa đó đó đã tôi biết đã rồi còn luộc cái đà tôi không cho khách tới mà luộc mà nấu cái xe bên kia dán đủ qua không đủ qua mắt cưa cột nữa để chờ cưa đó đi rồi cắt dáng làm lấy bây giờ còn 50 phút em bò mọi không nghĩ cũng được đủ không thành đề đó chiều lại cả dáng ra nó tiếp làm tiếp bằng cái đà mình bô nó để chút lấy đi mình luồn cái đà rồi mình bô luôn rồi cái muốn nói là bạn thiếu phút rồi bô đà vụ tao cho khép đổ luôn rồi sao rồi mày rồi phút bỏ thiếu phút đó mày nào mày tao cũng nói hay vậy. Hãy
giờ mình ngồi không đi, còn mười mấy phút nữa tới giờ rồi, tới giờ rồi. Nói mệt hoài. Rồi lộn làng quá ông nội ơi. Ra giữa thank you.